Cindy Hữu Trân, Cindy Channel and Candy Channel. Và hôm nay Cindy sẽ review món đồ chủ đề food. Những đồ này là đặc sản của Đài Loan. Và đầu tiên đó chính là rau câu. Tại sao rau câu lại là đặc sản ở Đài Loan? Tại vì cái trái cây của nó là ở đặc sản đó. Một cái vùng thì nó chuyên trồng trên trái cây á, nên là cái này cũng là đặc sản luôn. Bây giờ em đi sẽ ăn thử. Lì chứ, vị vải. Em đi muốn uống cái gì? Vị vải. Ok. Ủa sao? Đây là cái gì? Hà ba. Khoan. Vô vô. Trời ơi. Đây có gì nữa? Ngon không? Nói thiệt đi. Ừ. Mình tới ăn câu cho luôn. Đó hả? Đúng không? Ừ. Vậy là nó chưa có tan hết đâu mọi người. Mình uống với mày sừng sáo á. Em thấy điều cũng đừng ngon đúng không? Mọi người nhớ mua thử nè. Nhưng mọi người muốn biết cái rau câu, nước rau câu hoặc là rau câu thì nhớ click vào cái link này. Thì cái này ở đây, cái link này thì có đầy đủ địa chỉ để mua cái này nha. Ở Taiwan đó. Em thấy điều uống nha. Tiếp tục đó chính là cái này là cá khô. Gọi là cá khô. Bể hải lý ư xăng sư. Bể hải lý ư. Cái này tại sao là đặc sản? Tại vì cái này là Cindy đi biển mua, là không cần đi biển cũng mua được. Ở 7-Eleven cũng có bán. Tại vì cái cá này rất là nhiều người thích nên là người ta bán ở trên thế giới. Ở Việt Nam thì Cindy có thấy rồi nhưng mà rất là hiếm luôn. Lần trước Cindy thấy rồi. Cái này là bịch bự và bịch nhỏ. Cái này là cá khô bình thường đó. Cái này là cái bịch nhỏ là 50 đồng. Bịch lớn không biết đâu. Bây giờ mình sẽ ăn thử bịch nhỏ thôi. Lần nào Cindy cũng giống như là mua cái này hết. Tại vì cái này rất là quen thuộc ở Đài Loan. Ở 7-Eleven nào cũng có bán cái này hết. Nên là Cindy lần này xé cho mọi người. Ông ngoại Cindy á, ăn cái này. Nói cái này không phải cá khô, cái này là giấy. Đã có những người ăn không có quen cái vị này đó, nhưng mà đối với Cindy thấy rất là ngon. Ngon ha. Tiếp tục. Cái mùi cũng là đặc sản luôn. Đặc sản xứ muội ở Đài Loan. Cái bịch này cũng rất là dễ mua và rất là bình thường. Ở Việt Nam cũng có bán rất là nhiều rồi. Cái này chỉ là xứ muội bình thường thôi. Ở 7-Eleven hoặc là những cái tiệm 24 giờ cũng có bán. Ở Taiwan á. Em sẽ giới thiệu bên này. Đầu tiên đó chính là rau sông. Rau sông này giống như là Cindy không biết dịch. Nếu theo Cindy dịch là trà bông thịt. Chà bông heo, chà bông cá. Ê không phải, chà bông thịt. Chà bông thịt. Tại râu là thịt mà. Tiếp theo đó chính là đậu phộng khô. Chắc vậy. Đậu phộng, người ta nói là đậu phộng này chỉ cho muối thôi, cho nó mặn hơn chứ không có cho những cái nguyên liệu gì khác vô. Tiếp theo, khô bò. Ấy lụt, cái này là khô heo. Khô heo. Thường thì Cindy nghe người ta ăn là khô gà, khô bò. Chứ không có ai nghe mà ăn khô heo hết. Cái lại cái này là rô xôn chà bông xay thịt nè. Thì Cindy rất là thích với Cindy rất là thích ăn với em Candy. Cái này có thể trộn với cơm này, ăn với cải hoặc là uống nước ăn, cái này đều được hết. Tập review những món đồ mà Cindy mua ở chuyến du lịch Taiwan, chủ đề đồ ăn thì đã hết rồi. Và bây giờ thì bye bye thôi. Nhớ chia sẻ, like và subscribe nữa nha. Đừng quên comment nữa. Bye bye. Em Candy ơi. Dạ dạ dạ. Bye bye kìa. Bye bye.